là cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín và được cấu tạo bởi hoa. Hoa thì nó được cấu tạo bởi những lá biến đổi đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh sản, được cấu tạo bởi các lá và biến đổi đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh sản, có nghĩa là nguồn gốc của nó là từ hoa, từ lá. Sau đó nó sẽ thay đổi các cái cấu trúc, thay đổi các cấu trúc để làm cái nhiệm vụ sinh sản. Thì hạt kín nó chính là các đa số các cái cây xung quanh mà mình thấy. Hạt kín có nghĩa là hạt được nằm ở trong quả, hạt được quả bảo vệ và noãn nằm trong lá noãn thì mình gọi là cây hạt kín hay là thực vật hạt kín. Rồi, đối với bài hoa này thì mình sẽ có hai nội dung, đó là cái phần hoa tự và tiền khai hoa. Sau đó thì sẽ qua cái phần cấu tạo các bộ phận của hoa, và cuối cùng một nội dung thứ ba đó là phần hoa thức và hoa đồ. Thì cái phần hoa thức và hoa đồ á các bạn, thì nó sẽ là cái phần câu hỏi áp dụng trong các cái trong cái nội dung thi của mình. Nghĩa là người ta sẽ cho các bạn một cái hoa thức. Người ta sẽ cho bạn một cái hoa thức hoặc là một cái hoa đồ, và người ta sẽ yêu cầu các bạn nêu đặc điểm các cái bộ phận ở trên đó là như thế nào. Rồi có nghĩa là bạn phải đọc được hoa thức và đọc được hoa đồ thì mình mới làm được bài. Đồng thời thì trong cái phần phân loại thực vật thì cũng áp dụng cái phần hoa thức và hoa đồ này rất là nhiều. Do đó cho nên cái phần hoa thức và hoa đồ thì các bạn sẽ kết thúc buổi học thì các bạn sẽ tự đọc trước. Bạn tự đọc cái phần hoa thức và hoa đồ trước, và buổi tuần sau, buổi kế tiếp thì cô sẽ hướng dẫn cho bạn. Nghĩa là cô sẽ yêu cầu bạn đọc rồi cô sửa đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần là hoa tự trước, là cách sắp xếp của hoa ở trên cành. Thì ở đây mình sẽ có hai kiểu, đó là hoa đơn độc và cụm hoa. Hoa đơn độc có nghĩa là trên cành mang hoa chỉ có một hoa, hay là trên cành mang hoa chỉ có một hoa, và hoa mọc ra ở ngọn cành hoặc là ở nách lá thì mình gọi là hoa đơn độc. Cụm hoa có nghĩa là trên cành mang hoa có rất nhiều hoa. Cụm hoa thì có nghĩa là rất nhiều hoa. Cụm hoa là rất nhiều hoa. Trên một cành mang hoa, trên một cành mang hoa có rất nhiều hoa thì mình gọi là cụm hoa. Và trong cụm hoa thì mình có ba kiểu là cụm hoa đơn, cụm hoa kép và cụm hoa phức. Cụm hoa phức thì người ta còn gọi là cụm hoa hỗn hợp. Đầu tiên là mình sẽ qua cụm hoa đơn độc trước. Thì hoa đơn độc nghĩa là hoa mọc riêng lẻ một mình trên một cuống hoa không phân nhánh, trên cuống hoa không phân nhánh, và hoa mọc ở đầu cành hoặc là kẽ lá bắc thì mình gọi là hoa đơn độc. Ví dụ các bạn thấy hoa hồng hoặc là hoa bụp ở đây nó cũng là hoa riêng lẻ, hoặc là hoa tulip, một số trường hợp như vậy. Rồi đây là cái hình ảnh của hoa đơn độc và cụm hoa. Thì các bạn sẽ thấy là hoa đơn độc thì trên cành mang hoa chỉ có một hoa thôi, đúng không? Trên cành mang hoa chỉ có một hoa. Còn đối với cụm hoa thì mình thấy trên một cái cành mang hoa này nè, trên một cành mang hoa này có rất nhiều hoa thì mình gọi là cụm hoa. Trong cái cụm hoa, bây giờ mình sẽ qua cái cụm hoa đơn trước. Mình qua cụm hoa đơn trước. Cụm hoa đơn nghĩa là trục không phân nhánh trên đó có mang hoa. Cụm hoa đơn có nghĩa là trục cụm hoa không phân nhánh và trên đó có mang hoa. Và cụm hoa đơn mình sẽ có hai kiểu là cụm hoa đơn không hẹn và cụm hoa đơn có hẹn. Mình sẽ có hai kiểu cụm hoa. Cụm hoa đơn không hẹn và cụm hoa đơn có hẹn. Thì cụm hoa đơn không hẹn là gồm có các cái kiểu hoa tự, đó là chùm, bông, ngù, tán và đầu. Còn cụm hoa đơn có hẹn thì mình gọi chung là sim. Cụm hoa đơn có hẹn thì mình gọi chung là sim. Hay nếu như người ta gọi sim thì mình cũng biết là người ta muốn nói đến kiểu cụm hoa đơn có hẹn. Rồi bây giờ mình sẽ qua các cái kiểu hoa tự trong cụm hoa đơn không hẹn trước. Đối với cụm hoa đơn không hẹn thì nó sẽ có đặc điểm, đó là đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa. Đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa. Hoa già ở gốc và hoa non ở ngọn. Đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa. Hoa già ở gốc và hoa non ở ngọn. Thì mình gọi là cụm hoa đơn không hẹn. Gọi là cụm hoa đơn không hẹn.
Thì mình sẽ có trong cái cụm hoa đơn không hẹn là sẽ có 5 cái kiểu hoa tự chùm bông ngủ tán đầu. Thì bạn phải lưu ý là tất cả, mặc dù tí xíu nữa cô không có nhắc lại, mặc dù tí xíu nữa cô không có nhắc lại, nhưng bạn phải biết là ví dụ như chùm và bông thì vì nó nằm trong cái nhóm cụm hoa đơn không hẹn thì nó đều phải có cái đặc điểm, đó là đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa, hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn. Cô không nhắc tới nhưng mà bạn vẫn phải biết là ví dụ như ngù chẳng hạn thì nó thuộc cụm hoa đơn không hẹn thì nó cũng sẽ có các đặc điểm như lúc nãy cô đã nói, đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa, hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ qua chùm trước. Thì các bạn sẽ thấy là chùm, nhìn cái bạn nhìn cái hình ảnh cái sơ đồ này nè các bạn, cái sơ đồ này nè, có nghĩa là bạn học thì mình nên kết hợp qua cái hình ảnh và mình vẽ hình. Cái nào mà nó có hình thì lại càng dễ học, thì mình cứ kết hợp vừa cái hình vẽ mình học là mình vừa vẽ hình, thì nó sẽ nhớ nhớ tốt hơn. Chùm thì nó sẽ là hoa có cuống mọc ra từ lá bắc, hoa có cuống và mọc ra ở nách của lá bắc. Và chùm thì mình thấy là bởi vì nó là cụm hoa đơn không hẹn, do đó nên người ta vẽ nè, đầu cành mang hoa thì không có hoa, và hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn. Bạn thấy hoa già ở ở gốc, do đó cho nên là cái hoa ở phía dưới gốc này nó nở trước, còn hoa trên ngọn này nó chưa có nở nè. Đó là chùm. Bây giờ mình qua bông. Bông thì nhìn trên cái sơ đồ này mình thấy nó y chang như chùm, mình thấy nó y chang như chùm, chỉ có điều nó khác, đó là nó là hoa không cuống, nó là hoa không cuống. Và trong hoa tự kiểu bông thì mình sẽ có bông chét, đuôi sóc, bông mo và buồn. Thì những cái hoa, những hoa mà nằm trong hoa tự kiểu bông này nè thì nó đều có chung những đặc điểm, ví dụ như nó sẽ là hoa không cuống, nó đều mọc ra từ nách lá bắc và cũng hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn. Ví dụ bạn thấy ở cái hình này chẳng hạn nè, rất là rõ là hoa ở phía dưới gốc nó nở trước nè, hoa trên ngọn nó nở sau, và hoa không cuống nó đến trực tiếp vào cái trục cuống hoa. Đầu tiên là mình sẽ qua cái bông chét. Bông chét hay còn gọi là dé hoa. Thì bông chét có nghĩa là hoa có kích thước nhỏ và xếp trên hai hàng, hay là xếp thành hai hàng thì mình gọi là bông chét. Mình gọi là bông chét. Dé hoa hoặc là mình gọi là dé hoa, ví dụ như mình có dé lúa hoặc là dé tiêu. Mình biết dé tiêu không? Nhà bạn nào mà ở cái khu vực Tây Nguyên hoặc là Đồng Nai chẳng hạn, nhà có trồng tiêu á, thì người ta thường hay gọi cái chùm tiêu á, cái chùm hạt tiêu á là dé tiêu. Thì có nghĩa là mình sẽ thấy cái hoa của họ hồ tiêu là kiểu dé hay là kiểu bông. Bây giờ mình sẽ qua đuôi sóc. Đuôi sóc thì có nghĩa là nó là cái cành mang hoa đó, cái trên cành mang hoa đó chỉ mang một loại hoa đơn tính, chỉ mang một loại hoa đơn tính, có nghĩa là nó mang toàn là hoa đực hoặc toàn là hoa cái, và nó thầm xuống giống như đuôi sóc nên người ta gọi là bông đuôi sóc. Mình nhớ một điều thôi là đuôi sóc thì nó là mang hoa đơn tính, hoa không cuống và là hoa đơn tính. Bông mo, bây giờ mình qua bông mo. Thì cái kiểu bông mo này mình sẽ thường hay thấy ở đâu, ví dụ như là các cái cây thuộc họ rẫy. Các cây thuộc họ rẫy thì nó sẽ có kiểu bông mo, ví dụ như là hồng môn, bạch môn, mấy cái cây đó thì nó là cái kiểu bông mo. Vậy thì hoa của nó sẽ nằm ở đâu? Hoa của nó sẽ là các hoa không cuống rất là nhỏ, và nó đứng ở trên trục của đứng đứng trên cái trục cụm hoa rất là mập. Đây thì cái phần màu vàng này nè thì nó chính là một cái cụm hoa. Phần màu vàng này nó chính là một cụm hoa. Trên này nó sẽ có rất nhiều hoa không cuống, rất nhiều hoa không cuống, hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn, và nó sẽ có một cái lá bắc to bao bên ngoài, có lá bắc to bao bên ngoài. Lá bắc này nó có màu sắc, thường là có màu sắc sặc sỡ, thì người ta gọi là bông mo. Buồn là bông mo phân nhánh, buồn là bông mo phân nhánh, có nghĩa là lúc này cái cụm hoa này nè nó phân nhánh ra, cái cụm hoa này nó phân nhánh ra và mỗi nhánh nó mang rất nhiều hoa không cuống thì mình gọi là buồn.
À, buồn ở đây thì mình sẽ có là buồn cau hoặc là buồn dừa, nghĩa là mình gặp ở họ cau, gặp ở họ cau. À, còn buồn chuối thì cái kiểu hoe nó lại khác nha, buồn chuối thì nó lại khác, còn ở đây buồn cau và buồn dừa thì nó khác. Bông mò thì mình sẽ gặp ở họ ráy, còn hoa tự kiểu buồn này thì mình sẽ gặp ở họ cau. Bây giờ mình sẽ qua ngù. À, ngù thì bạn nhìn cái hình này, bạn nhìn cái hình này thì bạn sẽ thấy là các hoa này nó cùng nằm trên một mặt phẳng, các hoa cùng nằm trên một mặt phẳng, và những cái hoa ở phía dưới gốc thì nó sẽ mọc dài lên. Hoa ở phía dưới gốc nè, nó sẽ mọc dài lên để nó đưa hoa lên trên cùng mặt phẳng. Như vậy thì theo các bạn, đối với hoa tự kiểu ngù thì hoa nào sẽ nở trước và hoa nào sẽ nở sau? Dạ Hân, rồi Hân cho cô biết là theo em thì hoa ở đâu nó sẽ nở trước, hoa nằm ở vị trí nào nó sẽ nở trước? Em nghĩ là hoa nằm ở hai bên, ở mép ngoài nó sẽ nở trước. Đúng rồi, hoa nằm ở bên ngoài nó sẽ nở trước. Cảm ơn em. Hoa nằm bên ngoài nè, nó sẽ nở trước, bởi vì những cái hoa nằm bên ngoài là hoa ở phía dưới gốc đó. À, thì nó cũng sẽ là theo cái thứ tự, thì hoa ngoài sẽ nở trước và hoa bên trong nó sẽ nở sau. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tán. Nếu mà bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy tán nó gần giống ngù, tán nó gần giống ngù. À, chỉ có điều nó khác là lúc này đầu cành mang hoa sẽ tỏa ra các cuống, đầu cành mang hoa sẽ tỏa ra các cuống và trên đó có mang hoa, trên đó có mang hoa. Lúc này hoa ngoài bìa là hoa bên ngoài sẽ nở trước rồi đến hoa bên trong, và các cái lá bắc nó sẽ tập hợp ở gốc tán, các lá bắc nó sẽ tụ hợp ở gốc tán, gọi là tổng bao lá bắc, gọi là tổng bao lá bắc. Bây giờ mình qua hoa tự kiểu đầu. Hoa tự kiểu đầu thì nó sẽ gần giống như tán, hoa tự kiểu đầu thì nó sẽ gần giống như tán, nhưng lúc này cái đầu cành mang hoa nó sẽ phù lên, nó sẽ giống như tán đó các bạn, nhưng mà chỉ có điều bây giờ á, đầu cành mang hoa nó sẽ phù lên và trên đó có mang các hoa không cuống mọc khít nhau, mỗi hoa mọc ở đầu một lá bắc, mỗi hoa mọc ở đầu một lá bắc, thì người ta gọi là hoa tự kiểu đầu. Thì hoa tự kiểu đầu này mình sẽ gặp đặc trưng, hoa tự kiểu đầu này mình sẽ gặp đặc trưng ở họ cúc. Tất nhiên là cũng sẽ có rất nhiều họ có hoa tự kiểu đầu, nhưng đặc trưng nhất là cúc, đặc trưng nhất là cúc là có hoa tự kiểu đầu. Thì trong cái họ cúc nó sẽ có hai kiểu đầu là đầu đồng dao và đầu dị dao. Đầu đồng dao có nghĩa là trên cái cụm hoa này nó chỉ có mang một kiểu tràng hoa thôi, các hoa chỉ có một kiểu tràng hoa thì mình gọi là đầu đồng dao. Còn nếu như trên cái cụm hoa này mà có hai kiểu hoa thì mình gọi là đầu dị dao, mình gọi là đầu dị dao. Rồi, vậy là mình xong năm cái kiểu cụm hoa, vậy là mình đã xong năm kiểu cụm hoa không hẹp, cụm hoa đơn không hẹp. À, bây giờ mình sẽ nhìn vào cái hình này, đây là một cái hình tổng quát, đây là một cái hình tổng quát, và cô sẽ hướng dẫn cho cách mà bạn học nè. Rồi bạn thấy cái màn hình trình chiếu không? Nhớ mở micro lên nha, tại vì để trình chiếu là cô không thấy mấy bạn nhắn tin đâu. Mở micro lên nói giùm cô đi là cô để trình chiếu mấy bạn có thấy không? Dạ thấy. À, nếu bây giờ cô vẽ mấy bạn có thấy không? Cô mới vẽ một đường màu đỏ mấy bạn thấy không? Dạ không. Không thấy hả? Không thấy trình chiếu cô ơi. Có chuyển slide rồi đó, mấy bạn thấy không? Dạ không mà nó đang nằm ở trong cái PowerPoint bình thường đó cô. Trời ơi, lỗi gì rồi không biết. Không cho trình chiếu. Rồi, vậy thì bây giờ cái hình này các bạn cứ để cái hình này nha. Bạn cứ để hình này. Còn nếu mà bạn đang cầm cái slide của mấy bạn đó thì bạn để hình này. Còn bây giờ cô sẽ mở cái pen ra để cô vẽ hướng dẫn cho bạn học cho nó dễ. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói đến cái hoa tự kiểu chùm. Đầu tiên là mình nói đến cái
hoa tự kiểu chùm thì nó là cụm hoa đơn không hẹn. Rồi, đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa. Và là hoa có cuống mọc ra ở nách lá bắc, đúng không? Rồi, vẽ hình sao đó mà thể hiện là cái hoa ở bên trên nó nhỏ hơn hoa ở bên dưới. Còn nhắm mà không có vẽ được như vậy mình đánh số cũng được. Bạn đánh số cũng được, cũng dễ nhớ. Rồi, hoa già ở gốc và hoa non ở ngọn thì mình gọi là hoa không cuống. Và tất nhiên đầu cành mang hoa không kết thúc bởi một hoa. Thì đây là hoa tự kiểu chùm, đúng không? Đây là hoa tự kiểu chùm. Nếu bây giờ các cái hoa này nè mà nó trở thành hoa không cuống thì nó sẽ thành hoa tự kiểu kiểu gì mấy bạn? Giờ mà nó thành hoa không cuống nè, cũng y chang nhưng mà nó là hoa không cuống. Mở micro nói cho cô luôn cũng được. Dạ, hoa tự kiểu bông mà. Đúng rồi, hoa tự kiểu bông. Rồi. Nếu như bây giờ là cái hoa tự kiểu bông này thì mình sẽ có bốn kiểu đúng không? Mình có bốn kiểu là bông chét, đuôi sóc, bông mo và buồn, đúng chưa? Bông chét có nghĩa là hoa nhỏ và xếp trên hai hàng thì mình gọi là bông chét hay là dế hoa. Rồi, đuôi sóc có nghĩa là nó mang gì? Hoặc là hoa nó chỉ mang toàn là hoa đơn tính, nó chỉ mang hoa đơn tính, một kiểu hoa đơn tính thôi thì mình gọi là đuôi sóc. Đúng không? Rồi, kế đến nếu như cái trục cụm hoa này nó dày lên. Rồi, trục cụm hoa này nó dày lên. Và trên này có mang các hoa không cuống. Trên này có mang các hoa không cuống. Cũng mọc ra từ nách lá nha, có mang các hoa không cuống à, cũng mọc ra từ nách lá thì cái này là kiểu gì? Chụp cụm hoa nạc, chụp cụm hoa nạc và có mang các hoa không cuống thì nó sẽ thành hoa và có một cái lá bắc rất là to, nó bao bọc lấy ở gốc cụm hoa gọi là mo thì nó sẽ là kiểu bông mo. Còn nếu như bông mo này mà nó phân nhánh ra, bông mo này mà nó phân nhánh thì nó sẽ ra hoa tự kiểu buồn, được chưa? Tiếp tục nè, từ đây, từ cái chùm nè, từ cái chùm, nếu như tất cả các cái cuống hoa này, tất cả các cuống hoa này nó vươn lên để nó đưa hoa lên trên cùng một mặt phẳng, tất cả các cuống hoa này nó vươn lên để nó đưa hoa lên trên cùng một mặt phẳng, rồi nó vươn lên nó đưa hoa lên trên cùng một mặt phẳng thì mình sẽ có là hoa tự kiểu gì đây mấy bạn? Nếu như tất cả các cuống hoa cùng vươn lên để đưa hoa lên trên cùng một mặt phẳng. Rồi, tất cả các hoa nè, các cuống hoa nè đều vươn lên để đưa hoa lên trên cùng một mặt phẳng thì mình sẽ có hoa tự kiểu gì đây? Ngu à. Đúng rồi, mình sẽ có hoa tự kiểu ngù, được chưa? À, rồi bây giờ từ cái hoa tự kiểu ngù này nè, từ cái hoa tự kiểu ngù này, nếu như tất cả các cái cuống hoa này nè, nếu như tất cả các cái cuống hoa này, tất cả các cuống hoa này nó tập hợp lại ở đầu ngọn cành, tất cả các cuống hoa này nó tập hợp lại ở đầu ngọn cành. Rồi, tập hợp lại ở đầu ngọn cành. Rồi, tập hợp lại ở đầu ngọn cành. Và ở gốc có tổng bao lá bắc, các lá bắc nó cũng tập hợp lại ở gốc tán thì lúc này mình sẽ có hoa tự kiểu gì đây? Lúc này nó sẽ là hoa tự kiểu gì đây? Đúng rồi, nó sẽ là hoa tự kiểu tán. Nhớ mở micro nói cho cô nha, tại vì cô không nhìn thấy mấy bạn, không thấy mấy bạn nhắn tin đâu. Nó sẽ là hoa tự kiểu tán. Còn nếu như mà cái đầu ngọn cành này nè, cái đầu ngọn cành này mà nó phù lên
Có nghĩa là bây giờ đầu ngọn cành này nó phù lên nè. Được chưa? Đầu ngọn cành này nó phù lên. Và các cái hoa ở trên này nó trở thành hoa không cuống, nó thu hẹp lại thành hoa không cuống. Đó, tưởng tượng được không? Rồi, đầu ngọn cành nè, nó phù lên. Và rồi dưới này nó cũng có tổng bao lá bắp. Đó. Rồi trên này nó mang các cái hoa không cuống. Để màu khác cho vậy. Rồi trên này nó cũng có mang các hoa không cuống. Và tất nhiên cũng hoa ở bên ngoài nở trước nha. Hoa ngoài nở trước, hoa bên trong nở sau đó. Thì nó sẽ thành hoa tự kiểu đầu. Nó sẽ thành hoa tự kiểu đầu. Được chưa? Rồi vẽ hình như vậy nè thì sẽ dễ học hơn, mình cũng dễ hiểu bản chất của các cái kiểu cụm hoa hơn. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ trên cái hình này luôn nha, lên cái hình này luôn thì cô sẽ giảng luôn cái kiểu sim là cụm hoa đơn có hạn. Cụm hoa đơn có hạn thì có nghĩa là cành mang hoa sẽ kết thúc bởi một hoa. Cụm hoa đơn có hạn có nghĩa là cành mang hoa sẽ kết thúc bởi một hoa. Do đó cho nên các hoa mới được hình thành thì sẽ các hoa mà muốn được hình thành sau này thì nó sẽ phải đâm nhánh xuống phía dưới, phải đâm nhánh xuống phía dưới thì người ta gọi là sim. Và mình sẽ có sim một ngã, sim hai ngã hoặc là sim nhiều ngã. Sim một ngã, sim hai ngã hoặc sim nhiều ngã. Thì trong đó mình sẽ qua cái đầu tiên là sim một ngã trước, sim một ngã trước. Vậy thì sim một ngã có nghĩa là mỗi một lần phân nhánh nó chỉ phân một nhánh thôi. Sim một ngã có nghĩa là mỗi lần phân nhánh nó chỉ phân một nhánh thì mình gọi là sim một ngã. Rồi giờ có vẽ nha. Đầu cành mang hoa kết thúc bởi một hoa. Do đó cho nên bây giờ nó muốn tạo ra hoa thứ hai. Đó, đánh số nào. Nó muốn tạo ra hoa thứ hai thì nó phải đâm nhánh xuống phía dưới. Rồi, đâm nhánh xuống phía dưới. Rồi, đây là sẽ là hoa số 2. Đúng không? Tiếp tục. Nó muốn tạo ra một hoa kế tiếp thì nó sẽ phân nhánh ở phía dưới. Rồi phía dưới này. Rồi, đây. Hoa số 3. Tiếp tục nó lại phân nhánh xuống phía dưới. Thì nó sẽ ra đây là hoa số 4. Được chưa? Vậy thì bạn thấy là sim một ngã có nghĩa là mỗi lần phân nhánh nó chỉ chia một nhánh thôi. Tuy nhiên ở đây mỗi lần phân nhánh nó lại đổi hướng, nó lại đổi hướng thì mình sẽ có kiểu sim một ngã hình đinh ốc. Sim một ngã hình đinh ốc. Rồi, vậy là cái kiểu này là sim một ngã hình đinh ốc. Tiếp tục cũng mỗi một lần phân nhánh, mỗi một lần phân nhánh, rồi cũng hoa số 1 nằm đây. Mỗi một lần phân nhánh nó cũng phân một nhánh. Rồi, đây là hoa số 2. Tiếp tục nó cũng phân nhánh xuống phía dưới, mỗi lần chia một nhánh, đây sẽ là hoa số 3. Rồi, phân nhánh xuống phía dưới, đây sẽ là hoa số 4. Nhưng nó mỗi một lần nó phân nhánh như thế này thì nó không đổi hướng. Nó không đổi hướng thì mình sẽ có sim một ngã hình bọ cạp. Sim một ngã hình bọ cạp. Và cái kiểu mà sim một ngã hình bọ cạp này thì mình sẽ gặp đặc trưng cho họ vòi voi. Họ vòi voi, có một mình cái họ vòi voi là nó có cái kiểu sim một ngã hình đinh ốc. Sim một ngã hình đinh ốc. Được chưa? Rồi bạn nhìn thấy hai cái hình sim một ngã hình đinh ốc và sim một ngã hình bọ cạp rồi đó. Rồi sẽ có nhiều bạn nếu như bạn nhìn hai cái hình đó bạn sẽ thấy, hoặc là như cái hình bên này chẳng hạn, bạn cũng sẽ thấy là em thấy cũng là hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn. Em thấy cái này cũng là hoa già ở gốc, hoa non ở ngọn nè, đúng không? Hoa già ở gốc nó mọc trước nè, hoa ở trên ngọn này nó mọc sau nè, thì nhìn nó rất là giống với chùm. Vậy làm sao mà phân biệt được? Thì lúc này bạn phải lưu ý, chùm thì cái
trục của cụm hoa nó sẽ thẳng. Nếu là chùm, này, nếu là chùm nè, thì cái trục của cụm hoa nó sẽ thẳng. Nếu là chùm thì trục của cụm hoa nó thẳng tắp như thế này. Còn bạn thấy đối với sim, nếu như là sim một ngã hình đinh ốc thì bạn sẽ thấy là cái trục của cành mang hoa nó zig zag. Cái hình này có vẻ nó không có được rõ là zig zag lắm. Nhưng nếu như mà đây, hoa số 4 nè, cái trục của cụm mang hoa nó sẽ zig zag như thế này. Đó, nó sẽ ra cái hình zig zag như thế này. Được chưa? Chứ còn nếu mà chùm là nó sẽ thẳng tắp. Còn nếu như nó là sim một ngã hình đinh ốc thì cái trục của cành mang hoa nó sẽ zig zag như thế này. Còn đối với bên sim một ngã hình đinh ốc thì bạn sẽ thấy là cái trục của cành mang hoa nó bị cong. Trục của cành mang hoa nó sẽ bị cong như thế này, nó bị uốn cong xuống như vậy. Đó, trục của cành mang hoa nó sẽ bị uốn cong như vậy. Cũng là hoa già ở dưới nè, hoa non ở trên đúng không? Nhưng mà trục của cành mang hoa nó sẽ bị uốn cong lại như vậy. Thì mình sẽ biết nó không phải là chùm. Vậy là mình xong cái kiểu sim một ngã. Bây giờ mình qua sim hai ngã. Rồi, sim hai ngã thì cũng đầu cành mang hoa kết thúc bởi một hoa trước nè, là hoa số 1. Sau đó mỗi một lần phân nhánh thì nó sẽ chia thành hai nhánh. Rồi, chia hai nhánh ở hai bên. Chia hai nhánh ở hai bên, ra đây là hoa số 2. Được chưa? Bây giờ tiếp tục, nó muốn phân nhánh kế tiếp thì nó phải phân nhánh từ cái chỗ hoa số 2 nha. Rồi, mỗi lần chia hai nhánh thì nó sẽ thành hoa số 3. Tiếp tục ở hoa số 2 này nó cũng sẽ phải phân nhánh, phân hai nhánh thành hoa số 3, là hoa cấp 3. Rồi bây giờ nó muốn phân nhánh kế tiếp thì nó sẽ từ cái nhánh của hoa số 3 nè, nó sẽ phân ra hai nhánh thì sẽ thành hoa số 4. Đó, mỗi lần chia thành hai nhánh thì nó thành hoa số là thì sẽ gọi là sim hai ngã. Thấy giống cái hình mà cô để ở trong slide cho mấy bạn, thấy giống cái hình mà cô để ở trong slide chưa? Rồi, đó. Thì bạn khi mà bạn học đó, bạn cũng vẽ hình ra giống như vậy nè, thì bạn sẽ hiểu và mình nhớ nhanh hơn. Chứ bạn ngồi bạn học thuộc thì nhớ không có nổi. Đó, như vậy, được chưa? Thì nó sẽ là sim hai ngã. Và cái đối với cái trường hợp sim hai ngã này, có nhiều bạn sẽ nói nó rất là giống với ngù chẳng hạn. Có nhiều bạn sẽ nói nó giống với ngù hoặc là giống với tán. Tuy nhiên bây giờ mình phải nhớ lại ngù hoặc là tán thì những hoa nằm bên ngoài sẽ nở trước. Hoa nằm ngoài nở trước và hoa nằm bên trong sẽ nở sau. Nhưng mà ở đây bạn sẽ thấy nè, những cái hoa nằm phía bên ngoài nè, những cái hoa nằm phía bên ngoài này nè, nó lại nở sau. Còn cái hoa nằm chính giữa phía bên trong này nè, nó lại nở trước. Thấy không? À, do đó cho nên mình không có nhầm với ngù hoặc là tán được. Là do cái cách hoa nở. À, mình thấy là nếu mà ngù và tán thì hoa bên ngoài nở trước, hoa bên trong nở sau. Còn ở đây các bạn sẽ thấy hoa bên ngoài là các cái hoa mới được hình thành sau thì nó lại chưa có nở nè. Còn cái hoa phía bên trong này nè, à, nó được hình thành từ đầu tiên thì nó sẽ nở trước. Được chưa? Rồi tương tự như vậy là với cái kiểu sim nhiều ngã. Sim nhiều ngã thì lúc này là mỗi một lần mà nó phân nhánh thì nó sẽ phân nhiều nhánh ở bên dưới. À, ví dụ như đây là hoa số 1, bên dưới này sẽ là hoa số 2. Thì mỗi một lần mà nó phân nhánh thì nó sẽ phân nhiều nhánh. Hoa số 2 ở phía dưới này. Rồi, hoa số 2 phía dưới này. Và tiếp tục hoa số 3 thì nó cũng mỗi lần phân nhánh nó phân thành nhiều nhánh. Rồi, ví dụ như vậy chẳng hạn thì nó sẽ là sim nhiều ngã. Được chưa? À. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái bài bài. Vậy thì đó là các cái kiểu là sim một ngã, sim hai ngã và sim nhiều ngã. Thì mấy cái này là mình đã qua rồi đúng không? À, bạn thấy là cái hình mà lúc nãy cô vẽ cho các bạn đó thì nó sẽ giống như hình này nè.
Bây giờ mình sẽ qua cụm hoa kép. Cụm hoa kép thì cụm hoa kép là các nhánh của trục chính cụm hoa, đáng lẽ kết thúc bởi một hoa thì lại mang cụm hoa cùng kiểu, thì mình gọi là cụm hoa kép. Và mình sẽ có là chùm kép hoặc là tán kép. Mình có cái kiểu là chùm kép hoặc là tán kép, chứ mình không có ngù kép hoặc là đầu kép đâu nha. Mình chỉ có chùm kép hoặc là tán kép thôi. Thì trong đó cái hoa mình sẽ học trong các cái họ mà phân loại thực vật đó, thì sẽ có một họ là họ hoa tán. Họ hoa tán thì họ hoa tán này thì chắc chắn là cái kiểu cụm hoa sẽ là tán đơn hoặc là tán kép. Họ hoa tán thì chắc chắn là kiểu cụm hoa sẽ là tán đơn hoặc là tán kép. Rồi mình sẽ qua cái kiểu cụm hoa phức. Thì cụm hoa phức là các nhánh của cụm hoa đáng lý kết thúc bởi một hoa thì bây giờ lại mang một cụm hoa khác loại với cụm hoa đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái kiểu lúc nãy có sim co con quên không nói. Cái sim co này nè thì nó sẽ thuộc cái nhóm là sim, nghĩa là nó thuộc cái cụm hoa đơn có hẹn đó. Nó chính là sim. Tuy nhiên là sim co thì các nhánh của sim rất ngắn. Các nhánh của sim nó sẽ bị co lại rất ngắn, làm cho mình có cảm giác như là các hoa cùng ở một chỗ tỏa ra. Các hoa ở cùng một chỗ tỏa ra. Và sim co này thì mình sẽ gặp ở họ bạc hà. Sim co này thì mình sẽ gặp ở họ bạc hà. Sim co là mình gặp ở họ bạc hà. Rồi bây giờ mình sẽ qua cấu tạo tổng quát của hoa. Thì trước tiên là mình sẽ nói đến cách sắp xếp các bộ phận của hoa trước. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái cách sắp xếp các bộ phận của hoa trước. Thì ở đây mình sẽ có 3 kiểu là kiểu xoắn, kiểu vòng xoắn và kiểu vòng. Thì trong đó cái hoa tự kiểu vòng, hoa tự kiểu vòng là cái kiểu tiến hóa nhất. Hoa tự kiểu vòng là kiểu tiến hóa nhất. Hoa tự kiểu xoắn hoa tự kiểu xoắn và vòng xoắn thì đó là những cái hoa mà nó chưa có tiến hóa nhiều. Đặc biệt là hoa kiểu xoắn thì người ta còn gọi là hoa cổ. Hoa cổ có nghĩa là nó là ở cái mức chưa tiến hóa. Hoa kiểu xoắn có nghĩa là bao hoa và các cơ quan sinh sản của hoa sẽ nằm trên các đường xoắn ốc, ví dụ như là hoa sen chẳng hạn. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ rất là khó phân biệt rõ ràng giữa đài và tràng, bởi vì hoa kiểu xoắn là các cái bộ phận của hoa nó xếp trên đường xoắn ốc, nên mình không có phân biệt được rõ ràng cái nào là đài và cái nào là tràng. Hoa kiểu vòng xoắn thì mình sẽ gặp ở một số họ, ví dụ như là họ họ Na và họ Ngọc Lan. Họ Na và họ Ngọc Lan là hai cái họ mà nó sẽ có kiểu vòng xoắn, có nghĩa là bao hoa thì sẽ xếp vòng, bao hoa thì xếp trên vòng đồng tâm, nhưng mà đài và tràng thì cơ quan sinh sản có nghĩa là nhị và nhụy thì rất nhiều và xếp xoắn ốc trên đế hoa lồi. Thì đó là cái đặc điểm của hoa kiểu vòng xoắn, đó là ba hoa thì sẽ xếp trên các đường tròn đồng tâm, nhưng mà cơ quan sinh sản là nhị và nhụy đó thì sẽ rất nhiều và xếp xoắn ốc trên đế hoa lồi. Còn hoa kiểu vòng là cái kiểu tiến hóa nhất, thì lúc này ba hoa và cơ quan sinh sản sẽ xếp trên các vòng đồng tâm thì mình gọi là hoa kiểu vòng. Rồi các cái khái niệm hoa mẫu 3, hoa mẫu 4, hoa mẫu 5 thì nó khá là đơn giản, thì bạn có thể tự đọc. Bạn cũng thấy là người ta nói hoa mẫu 3 thì sẽ đặc trưng cho lớp hành, còn mẫu 4 và mẫu 5 thì sẽ đặc trưng cho lớp ngọc lan. Nhưng mà ở đây á thì các bạn sẽ lưu ý nè. Hoa lớp hành thì chắc chắn là mẫu 3 rồi đó. Hoa lớp hành thì chắc chắn sẽ là hoa mẫu 3. Nhưng mà hoa mẫu 3 thì chưa chắc đã là hoa lớp hành. Được không? Hoa của lớp hành thì chắc chắn là hoa mẫu 3. Nhưng mà hoa mẫu 3 thì chưa chắc đã là hoa lớp hành.
Bởi vì á, ví dụ như khi mà các bạn học tới cái họ ngọc, bạn học tới cái họ ngọc lan hoặc là họ na chẳng hạn, bạn học tới họ ngọc lan, họ na, họ hồ tiêu, rồi mấy cái họ đó đó, nó là hoa mẫu ba, nó là hoa mẫu ba, nhưng mà nó lại là thuộc lớp ngọc lan chứ nó không phải là lớp hành. Do đó cho nên mình lưu ý cái đặc điểm này. Rồi, ở đây mình sẽ có hoa đơn tính, hoa lưỡng tính. Hoa đơn tính cái, hoa đơn tính đực và hoa lưỡng tính. Thì cái này nó cũng dễ rồi đúng không? Hoa lưỡng tính là sao mấy bạn? Hoa lưỡng tính có nghĩa là nó có cả nhị và nhụy ở trên đó, thì mình gọi là hoa lưỡng tính. Hay là mình nói là có cả cơ quan sinh sản đực và cái ở trên đó, thì mình gọi là hoa lưỡng tính. Rồi, hoa đơn tính thì dễ rồi đúng không? Vậy giờ có hỏi mấy bạn nè, cây lưỡng tính là sao? Cây lưỡng tính là sao? Hoa lưỡng tính thì biết rồi đó. À, bây giờ cây lưỡng tính là sao? Bây giờ dễ hiểu thì mình cứ nói nè. Cây lưỡng tính có nghĩa là trên cây đó có mang hoa lưỡng tính. Trên cây có mang hoa lưỡng tính thì gọi là cây lưỡng tính. Thì tương tự như vậy mình sẽ có các cái khái niệm như là cây đơn tính cùng gốc và cây đơn tính khác gốc. Thì cây đơn tính cùng gốc có nghĩa là trên cây chỉ mang một kiểu phái tính thôi, trên cái cây đó nó chỉ có toàn hoa đực hoặc là toàn hoa cái thì mình gọi là cây đơn tính khác gốc. Còn cây đơn tính cùng gốc có nghĩa là trên một cây vừa có cả hoa đực vừa có cả hoa cái thì gọi là đơn tính cùng gốc. Còn cây đa tính hoặc là cây tạp tính, đa tính hoặc là tạp tính thì nó là một. Thì cái này là tới hồi mình học phần phân loại thực vật đó là cũng có nhắc tới á. Thì cây tạp tính có nghĩa là trên cái cây đó vừa mang hoa đơn tính và vừa mang hoa lưỡng tính thì người ta gọi là tạp tính. Người ta gọi là tạp tính. Ví dụ như là măng cụt chẳng hạn. Măng cụt thì nó sẽ có trường hợp là tạp tính. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tiền khai hoa. Mình qua tiền khai hoa. Tiền khai hoa có nghĩa là cách sắp xếp các bộ phận của hoa trước khi hoa nở. Trước khi hoa nở thì nó là cái nụ đúng không? Vậy thì nếu mà mình coi tiền khai hoa, chính xác nhất là mình phải coi ở trên cái nụ thì nó mới đúng. Ở đây thì mình sẽ có các kiểu tiền khai hoa là xoắn ốc, van, vặn, lợp, 5 điểm hay còn gọi là ngũ điểm, cờ, thìa. Rồi mấy cái kiểu kia thì nó không có gì hết. Bạn cứ đọc ở trong sách, nhìn hình là cũng có thể trả lời được các cái kiểu tiền khai hoa này. Thì giống như lúc nãy cô nói với các bạn đó, mình học thì mình nên vẽ hình và mình nhìn vào hình thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Rồi giờ ví dụ nha, giờ ví dụ nè, không nhìn vào sách mà mình nhìn vào mấy cái hình. Cô làm nháp thử cho mấy bạn nha. Vặn. Vặn nè. Thì bây giờ vặn là mình phải nhìn hết một lượt tất cả các cái mép của cánh hoa. Thì mình sẽ thấy là đối với hoa tự kiểu vặn nè thì nó sẽ có một cái trường hợp, nó sẽ có cái trường hợp như sau là có một mép bị chồng, có một mép bị cánh khác chồng lên nè, đúng không? Và một mép thì chồng lên cánh khác. Rồi, nói thì dài dặm như vậy đó nhưng mà bạn có thể nhớ theo cách nhớ của các bạn là có một mép nằm trong và một mép nằm ngoài. Tất cả các cánh đều là có một mép nằm trong và một mép nằm ngoài. Được chưa? Thì bạn chỉ cần bạn nhớ như vậy là được rồi. Còn khi mà vô thi hay là kiểm tra gì đó mà người ta hỏi mình thì mình có thể là mình sẽ vẽ cái hình đó ra. Rồi mình Tối qua sao em bị sướt mũi vậy? Sướt cái mũi lên này. Tối qua nó sướt đúng không? nói chắc tự cào, lúc ngủ chắc tự cào. Bây giờ đi. Rồi, vậy thì đọc lý thuyết thì mình sẽ thấy là người ta định nghĩa rất là dài. Nhưng mà chỉ cần các bạn nhớ cái hình thôi, bạn nhớ cái hình thôi. Rồi ví dụ như vô thi mà người ta có hỏi mình đó, thì mình vẽ ra rồi sau đó mình sẽ căn cứ theo cái hình vẽ đó để mình đọc cái đáp án này cho nó đúng nhất rồi mình chọn. Chứ mà bạn cứ học thuộc lòng hết từ đầu đến cuối, sao học nổi? Trời ơi, sao mà học nổi mấy bạn? Thì chỉ có là mình phải vừa học, mình vừa lấy giấy, mình viết ra như vậy, mình vẽ như vậy thì nó mới dễ học thôi. Chứ còn mà ngồi mà cứ đọc hoài, tụng niệm hoài sao nhớ được. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thấy vặn. Có nghĩa là các cái cánh hoa này nè,
các cái cánh hoa này là nó sẽ có đặc điểm là một cánh, một mép nằm bên trong và một mép nằm bên ngoài. Còn nếu mà như trong sách thì người ta nói là sẽ có một hoa kiểu tiền khai hoa mạnh, có nghĩa là sẽ có các cánh hoa sẽ vừa chồng và vừa bị cánh khác chồng lên. Rồi, còn van chẳng hạn, van thì có nghĩa là mình thấy nè, các bộ phận của hoa, các bộ phận của ba hoa nó chỉ nằm kế nhau thôi, nó chỉ nằm kế nhau mà không có bị chồng hoặc là không chồng lên cánh khác thì mình gọi là van, gọi là tiền khai hoa van. Rồi, bây giờ ví dụ như là 5 điểm đi. 5 điểm. Rồi, thấy cái 5 điểm này không? 5 điểm hay là ngũ điểm đó. Quan sát xong rồi mô tả thử cho cô coi. Theo cái lời của mấy bạn đó. Mình hiểu sao mình mô tả vậy đó. Mô tả thử cho cô thử nha. Tú ly, Tú ly có đây không em? Tú ly. Rồi nó để nít nó đi ngủ mất tiêu rồi. Tường nghe. Tường nghe. Tường nghe đâu? Bạn Quốc Anh nói là 5 điểm có nghĩa là có hai nằm trong, hai nằm ngoài và một nửa trong nửa ngoài. Rồi được rồi, vậy là được rồi, nhớ như vậy là được. Thì lúc vẽ hình đó, lúc mình học đó, mình cũng vẽ hình ra để cho dễ nhớ. Rồi ở đây cờ và thìa, cờ và thìa thì bạn sẽ thấy cờ và thìa nhìn hai cái hình là bạn thấy cái thìa nó sẽ ngược với cờ, để ý không, có thấy là thìa nó sẽ ngược với cờ không? Thìa sẽ ngược với cờ và bạn sẽ lưu ý chỗ này cho cô nè. Đối với tiền khai cờ và tiền khai thìa, đối với tiền khai cờ và tiền khai thìa thì chỉ áp dụng cho cánh hoa chứ không có áp dụng cho đài hoa nha. Tiền khai cờ và tiền khai thìa thì chỉ áp dụng cho cánh hoa chứ không áp dụng cho đài hoa. Lưu ý chỗ này cho cô. Rồi bây giờ mình sẽ qua các cái thành phần phụ, mình sẽ qua các thành phần của hoa, mình qua các thành phần của hoa thì nó sẽ gồm có thành phần chính và thành phần phụ. Thành phần chính là cái hoa đó, thành phần chính là hoa, là bao gồm có đài, đài tràng nhị nhụy, thì đó là các cái thành phần chính. Còn thành phần phụ ở đây thì sẽ bao gồm có đế hoa, cuống hoa và lá bắc. Thành phần phụ thì chính là đế hoa, cuống hoa và lá bắc. Rồi, cuống hoa là cành măng hoa mọc ra từ kẽ lá bắc. Thì cũng có trường hợp là hoa không có cuống, đúng không? Có trường hợp là hoa không có cuống. Thì lúc đó hoa nó sẽ gắn trực tiếp lên trên cành măng hoa. Lá bắc là một lá đặc biệt ở nách của lá có cuống. Lá bắc là một lá đặc biệt ở nách của lá có cuống hoa. Rồi, lá bắc là lá đặc biệt ở nách của lá có cuống hoa thì mình gọi là lá bắc.
Thông thường thì lá bắc nó sẽ có màu xanh, đúng không? Thông thường thì lá bắc nó sẽ có màu xanh, mình gọi là lá mà, thì thường nó sẽ có màu xanh. Nhưng mà sẽ có những trường hợp lá bắc có màu sặc sỡ, vẫn có trường hợp lá bắc có màu sặc sỡ nha. Ví dụ như là mình thấy bông mơ chẳng hạn, bông mơ, cái bông mơ lúc nãy mà mình quan sát đó, thì đó là trường hợp mà lá bắc có màu sặc sỡ. Về cái lá bắc con thì số lượng lá bắc con nó sẽ khác nhau, số lượng lá bắc con sẽ khác nhau giữa lớp hành và lớp ngọc lan. Đối với lớp hành thì nó chỉ có một lá bắc con thôi, nó chỉ có một lá bắc con và nằm đối diện với lá bắc chính. Nó chỉ có một lá bắc con và nằm đối diện với lá bắc chính trong cái hình này mà bạn đang quan sát nè. Thì bạn sẽ thấy là cái mũi tên ở phía dưới nè, mũi tên ở phía dưới là chỉ vào lá bắc chính, tại vì cái hoa này mọc ra từ nách của lá. Thì cái mũi tên phía bên dưới là chỉ vào lá bắc chính. Nhưng mà cái mũi tên phía bên trên là chỉ vào một cái lá nằm đối diện với lá bắc chính, thì nó chính là lá bắc con. Mũi tên thứ hai đó là chỉ vào cái lá bắc con. Thì ở lớp hành chỉ có một lá bắc con nằm đối diện với lá bắc chính. Còn ở lớp ngọc lan thì mình sẽ thấy có hai lá bắc con. Bạn thấy nè, cái mũi tên ở phía bên trên này nè thì nó chỉ vào lá bắc chính rồi, tại vì hoa mọc ra từ nách lá. Còn cái mũi tên phía bên dưới nè, người ta nó chỉ vào hai cái lá nhỏ xíu nằm trên cuống hoa đó, thì mũi tên phía bên dưới này chính là lá bắc con. Lá bắc con. Vậy thì ở hoa của lớp ngọc lan thì nó sẽ có hai lá bắc con nằm trên cuống hoa, hai lá bắc con nằm trên cuống hoa. Rồi đây là hai cái hình này nè, hai hình này chính là hình ảnh của lá bắc mà có màu khác màu xanh, lá bắc mà có màu khác màu xanh. Đấy, hoa chính giữa này nè, hoa chính giữa này nè là hoa sắp chết, như là mấy chục năm nó mới nở một lần, mấy chục năm nó mới nở một lần, mà khi mà nó nở đó thì mùi rất là hôi và cái hoa này thì rất là to, hoa này nó to lắm, nó cao hơn người mình. Thì bạn sẽ thấy là cái phiến nằm phía bên ngoài nè, cái phiến nằm phía bên ngoài nó sẽ là lá bắc chính, và cái phiến nằm đối diện phía bên trong thì nó chính là lá bắc con, nó chính là lá bắc con. Rồi, hoặc là có một vài trường hợp thì cái lá bắc phía bên ngoài này nè, nó tạo thành một cái mo bao bên ngoài giống như là tán giả, tạo thành giống như là tán giả mình gặp ở họ hành chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đế hoa. Đế hoa là đầu phòng của cuống hoa, đế hoa là đầu phòng của cuống hoa và trên đó có mang các bộ phận chính của hoa. Đế hoa thì thường ngắn và lồi, lồi nhưng mà đây là không có lồi nhiều nha. Mình sẽ có các trường hợp là đế hoa hình chén, đế hoa lồi và đế hoa có mang điểm mật. Đế hoa có mang điểm mật có nghĩa là trên đế hoa có mang điểm mật, đơn giản như vậy thôi. Còn đế hoa hình chén, ví dụ như mình gặp ở họ hoa hồng chẳng hạn. Họ hoa hồng thì nó sẽ có một số loài là đế hoa lõm vào hình chén. Đế hoa lõm vào hình chén. Đế hoa hình chén thì ví dụ như là ở cái họ hoa hồng có một số loài thì nó sẽ có đế hoa lõm hình chén. Ví dụ như là bạn bạn cắt dọc, bạn bổ dọc cái hoa hồng ra, cái bông hoa hồng ra, bạn sẽ thấy rất là rõ cái hình ảnh mà đế hoa lõm hình chén. Đế hoa lồi thì trường hợp này mình cũng rất là hay gặp, ví dụ như là quả dâu tây là đế hoa lồi, dâu tây là đế hoa lồi. Hoặc là một số trường hợp ví dụ như là ở họ ngọc lan này, hoặc là họ mao lương thì cái đế hoa lồi lên, đế hoa lồi lên và trên đế hoa này nó sẽ có mang rất nhiều nhụy hoặc là nhụy, rất là nhiều nhụy hoặc là rất nhiều lá noãn xếp xoắn ốc.
Rồi, hoặc là ví dụ ở đây, đế hoa lõm hình chén, đế hoa lõm hình chén. Và thường nếu như các cái trường hợp mà đế hoa lõm hình chén này thì mình sẽ thấy là ba hoa và bộ nhị, ba hoa và bộ nhị nó nằm ở miệng chén, thấy không? Đây nè, ba hoa và bộ nhị nó sẽ nằm ở miệng chén, còn bầu noãn hay là các cái lá noãn nó sẽ nằm ở đáy chén. Bầu noãn thì nó sẽ nằm ở đáy chén. Rồi, đế hoa nó có thể kéo dài lên, đế hoa nó có thể kéo dài và trên đó có mang cơ quan sinh sản. Nếu như mà nó chỉ mang bộ nhụy, nó chỉ mang cơ quan sinh sản cái thôi thì mình gọi là cuống nhụy, gọi là cuống nhụy. Còn nếu như mà nó mang cả cơ quan sinh sản đực và cái luôn, đế hoa nó kéo dài lên và nó mang cả cơ quan sinh sản đực và cái thì mình gọi là cuống nhị nhụy, cuống nhị nhụy. Trường hợp mà cuống nhụy hoặc là cuống nhị nhụy thì mình sẽ gặp ở họ mèn mèn. Còn họ lạc tiên thì nó chỉ có cuống nhị nhụy thôi. Họ lạc tiên thì nó chỉ có cuống nhị nhụy. Bên này là họ lạc tiên nè. Họ lạc tiên nè. Mình thấy nó có một cái trục cao, trên này có mang cả nhị và nhụy, đúng không? Thì người ta gọi là cuống nhị nhụy, gọi là cuống nhị nhụy. Mình gặp ở họ lạc tiên. Rồi đây là ở họ mèn mèn. Này ở họ mèn mèn là cuống nhị nhụy. Hình này cũng ở họ mèn mèn luôn, họ mèn mèn luôn là cuống nhụy. Ngoài ra thì mình có trường hợp là cuống tràng hoa, cuống tràng hoa. Mình có trường hợp là cuống tràng hoa, có nghĩa là nó sẽ mang, nó sẽ đưa cái đế hoa nó sẽ nâng lên, nó sẽ nâng lên, nó mang đài và tràng và nó làm cho đài và tràng vương cao lên thì người ta gọi là cuống tràng hoa. Thì ở trong sách người ta cũng có nói rõ với các bạn đó, là trong trường hợp mà cuống nhị nhụy thì vị trí của cái cuống nhị nhụy này nó nằm ở đâu so với bộ nhị và với ba hoa thì các bạn sẽ xem thêm, cái đó là xem thêm nha, nhớ xem đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ sang các cái thành phần chính của hoa, giờ mình sẽ sang các thành phần chính của hoa. Đó là đài tràng nhị nhụy, đài tràng nhị nhụy. Đầu tiên là mình nói về đài và tràng trước. Thì đài và tràng gọi chung là ba hoa. Đài và tràng thì gọi chung là ba hoa. Thì lúc này ba hoa nó sẽ có cái nhiệm vụ đó là bao bọc cho các, che chở cho cơ quan sinh sản ở bên trong. Nhiệm vụ của đài và tràng hay nói chung là nhiệm vụ của ba hoa là nó sẽ che chở cho cơ quan sinh sản ở bên trong. Và hoa đủ có nghĩa là hoa sẽ có đầy đủ đài, tràng và cơ quan sinh sản thì mình gọi là hoa đủ. Mình sẽ có hai trường hợp, đó là hoa vô cánh và hoa trần. Rồi bây giờ vô cánh có nghĩa là không có cánh hoa. Hiểu đúng nghĩa của cái chữ này để mình không có bị nhầm nha. Hoa vô cánh có nghĩa là không có cánh hoa. Vậy thì nó sẽ có cái gì mấy bạn? Ví dụ hình mà bạn đang nhìn thấy là hoa tigon đó. Bạn đang nhìn thấy là hoa tigon đó. Thì bây giờ hoa vô cánh có nghĩa là nó có cái gì và nó không có cái gì. Nói cái câu này nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều khi các bạn không để ý. Bạn làm bài trắc nghiệm bạn hay bị nhầm. Rồi theo các bạn thì hoa vô cánh có nghĩa là nó có cái gì và nó không có cái gì. Hoa vô cánh có nghĩa là có lá đài, đúng rồi, vô cánh là nó không có cánh thôi, nó không có cánh hoa nhưng mà nó vẫn có lá đài, nhớ cái chỗ đó nha. Còn hoa trần nghĩa là sẽ không có ba hoa. Hoa trần thì có thể có nghĩa là không có ba hoa. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cấu tạo của đài hoa. Thì thường đài hoa người ta còn gọi là lá đài. Đài hoa người ta còn gọi là lá đài. Do đó cho nên thông thường mình sẽ thấy là đài hoa sẽ có màu xanh. Mình sẽ thấy là thông thường thì đài hoa sẽ có màu xanh. Đài hoa thì sẽ được cấu tạo, thường là được cấu tạo bởi các các cái bộ phận có màu xanh lục. Nên mình còn gọi là lá đài. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp là lá đài nhưng mà nó có màu sắc sặc sỡ. Giống như lúc nãy bạn thấy cái hoa tigon đó, thì cái đài hoa là nó sẽ có màu
màu hồng. Thì lúc đó mình sẽ gọi là đài dạng cánh. Lúc đó mình gọi là đài dạng cánh. Thì bạn phải nhớ cái thuật ngữ đài dạng cánh có nghĩa là lá đài có màu sắc sặc sỡ. Rồi các trường hợp mà đài phân, đài hợp thì rất là dễ nhớ. Đài phân có nghĩa là phân chia đó. Thì đài phân là lá đài rời, còn đài hợp là lá đài dính. Ở đây thì mình sẽ lưu ý cái chữ đều và không đều nha. Đài đều hoặc là tràn đều. Tí nữa mình qua cánh hoa thì nó cũng gặp, mình cũng gặp lại cái thuật ngữ này nè. Đài đều hoặc là tràn đều có nghĩa là lúc này các cái bộ phận, các cái cánh hoa hoặc là lá đài nó phải giống nhau về cấu tạo. Nó phải giống nhau về cấu tạo. Có nghĩa là phải giống về hình dạng, kích thước và cả màu sắc thì mới tính là đều. Được không? Đài hoa và tràn hoa. Đài hoa và tràn hoa nếu mà mình nói là đều thì nó đều phải giống nhau về hình dạng, màu sắc và kích thước thì mới được tính là đài đều hoặc là tràn đều. Đối với cái trường hợp mà lá đài tồn tại hoặc là đài đồng trưởng thì cái này nó sẽ thôi, bạn cũng dễ thôi. Đài tồn tại có nghĩa là đài còn lại sau khi hoa tàn, hay là một cách dễ hiểu, khi đã hình thành quả mà lá đài vẫn còn ở trên quả thì người ta gọi là đài tồn tại. Ví dụ bạn thấy trên cái quả hồng chẳng hạn, hay là cà chua, hay là cà tím, hay là dâu tây, thì những cái phiến màu xanh đó nó chính là lá đài và nó vẫn còn lại ở trên quả thì mình gọi là đài tồn tại, gọi là đài tồn tại. Còn đài đồng trưởng là nó sẽ tồn tại và nó phát triển, nó phù to lên theo quả thì mình gọi là đài đồng trưởng. Ví dụ như mình sẽ thấy ở cái quả lựu chẳng hạn. Quả lựu chẳng hạn thì nó là đài đồng trưởng. Rồi đây là các cái trường hợp mà đài dạng cánh mình rất là hay gặp nè. Ví dụ như là hoa ly hoặc là hoa lai ơn chẳng hạn, hoặc là hoa lan chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là cái lá đài của nó là các cái cánh ở vòng bên ngoài đó thì nó sẽ có màu khác màu xanh. Thì đó là trường hợp đài dạng cánh. Rồi đài phân hoặc là đài hợp gì đó thì các bạn tự coi nha. Rồi đây chính là đài tồn tại. Mình thấy là cái lá đài nó vẫn còn lại ở trên quả, hay là sau khi hoa rụng đó, thì mình gọi là đài tồn tại. Còn nếu như mà nó phát triển cùng với quả thì mình gọi là đài đồng trưởng, gọi là đài đồng trưởng. Rồi, ngoài ra thì sẽ có trường hợp là đài phụ. Đài phụ có nghĩa là đài phụ nó sẽ nằm ở bên ngoài đài chính. Đài phụ thì nó sẽ nằm bên ngoài đài chính. Trường hợp đài phụ mình sẽ gặp ở một số họ, ví dụ như là họ Bông hoặc là họ Hoa Hồng thì nó sẽ có đài phụ. Họ Bông hoặc là họ Hoa Hồng thì nó sẽ có đài phụ. Rồi, đây là các cái đài phụ. Rồi bây giờ mình sẽ qua tràng hoa. Tràng hoa tràng hoa là được cấu tạo bởi các phiến nằm bên trong đài hoa, được cấu tạo bởi các phiến nằm bên trong đài hoa và có màu sắc sặc sỡ. Và đài hoa, tràng hoa thì nó sẽ có hình dạng biến thiên, sẽ có hình dạng biến thiên. Và nó sẽ gồm có hai phần là phần móng và phần phiến. Phần móng và phần phiến. Phần phiến thì có thể là nguyên có răng cưa hoặc là chia thùy. Phần phiến có thể là nguyên có răng cưa hoặc là chia thùy. Hoặc là nó sẽ có phụ bộ. Phụ bộ này nó có thể phát triển thành tràng phụ. Phụ bộ này có thể phát triển thành tràng phụ. Ví dụ như là mình gặp ở cái họ Lạc Tiên chẳng hạn. Hoặc là có tuyến mộc. Một vài trường hợp thì cái tràng hoa nó sẽ biến thành cánh môi, sẽ biến thành cánh môi. Ví dụ như mình gặp ở họ hoa lan đó, thì tràng nó sẽ, cánh hoa nó sẽ biến thành cánh môi. Rồi đây là một số cái hình ảnh ví dụ như là để các bạn thấy là cái bộ phận của cánh hoa nó sẽ gồm có phần phiến và phần móng. Và phần phiến, ví dụ như trong cái hình này thì mình thấy là phần phiến là nó có răng cưa, nó có răng cưa, hoặc có là phiến nguyên như thế này, hoặc là phiến nguyên như thế này. Rồi, phụ bộ này thì mình sẽ gặp ở cái họ Lạc Tiên, và có thể là người ta gọi cái phụ bộ này giống như là tràng phụ. Phụ bộ này nè,
cái phiến màu trắng thì mình gọi là cánh hoa rồi, nhưng mà cái phần các cái sợi này nè thì người ta gọi là phụ bộ, hoặc có một số giáo trình thì người ta gọi luôn là tràng phụ, người ta gọi luôn là tràng phụ, hoặc là biến thành cánh môi. Đây là đối với họ hoa lan nè, thì mình sẽ thấy là cái cánh hoa trước nó sẽ biến thành cánh môi có màu sắc sặc sỡ. Rồi các cái trường hợp như mà cánh hoa dính cánh hoa rời đều hay không đều gì đó thì các bạn đọc thêm, tại vì cái này nó rất là dễ. Rồi mình sẽ có trong cái trường hợp mà tràn rời, trong cái trường hợp mà tràn rời đều, tràn rời đều, mình sẽ có một số cái kiểu tràn hoa, ví dụ như là tràn hình hoa hồng, tràn hình cẩm chướng, hoặc là tràn hình chữ thập. Thì những cái này á là mình đọc thêm các cái định nghĩa ở trong sách, để khi mà mình học qua cái phần phân loại thực vật á, người ta nhắc tới thì mình biết. Thì tràn, kiểu tràn hình hoa hồng, là cái cánh của nó giống như cánh của hoa hồng á, thì bạn sẽ thấy là phần phiến thì rộng, phần phiến ray rộng nhưng mà phần móng rất là ngắn, phần phiến ray rộng nhưng mà phần móng ngắn, thì mình gọi là tràng hình hoa hồng, gọi là tràng hình hoa hồng. Tràng hoa cẩm chướng, tràng hình hoa cẩm chướng thì mình sẽ gặp ở hoa cẩm chướng luôn, là lúc này mình sẽ thấy là cái phần móng rất là dài, phần móng rất dài và phiến vuông góc với móng, phiến vuông góc với móng thì mình gọi là tràng hình hoa cẩm chướng. Hoặc ví dụ như tràng hình chữ thập, cái kiểu tràng hình chữ thập này là mình gặp ở họ cải và họ mèn mèn nè. Khi học tới họ cải và họ mèn mèn đó, người ta mô tả đó, thì mình sẽ biết là người ta đang nói đến cái kiểu tràng hình chữ thập. Tràng hình chữ thập nghĩa là các cái cánh hoa nó sẽ xếp vuông góc với nhau, gọi là tràng hình chữ thập. Thì các cái kiểu cánh hoa khác thì bạn sẽ xem thêm. Bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp là đối với tràng hợp hay là hoa cánh dính. Thì ở đây á, người ta sẽ có cái định nghĩa, đó là khi mà các cái móng nó dính lại với nhau thì gọi là ống, các móng ở phía dưới dính lại với nhau thì gọi là ống, phía bên trên loe ra, phần loe ra thì gọi là phiến, và vị trí giao giữa ống với phiến thì người ta gọi là họng, vị trí giao giữa ống với phiến người ta gọi là họng. Thì trong cái trường hợp mà tràng hợp đều thì mình có các kiểu như là tràng hình hàng liền hay là tràng hình bánh xe, rồi tràng hình ống, hình đinh, hình chuông, hình nhạc, hình phễu, thì mấy cái đó rất là dễ, thì bạn sẽ tự coi định nghĩa và bạn quan sát thêm ở trong hình. Còn ở đây cô sẽ nói cái trường hợp tràng hình môi, tràng hình mặt nạ và tràng hình lưỡi nhỏ cho các bạn. Cái trường hợp mà tràng hợp đều á, thì cái kiểu định nghĩa của các kiểu tràng như tràng hình bánh xe, tràng hình chuông, tràng hình hũ gì đó thì bạn tự coi nha. Còn ở đây thì cô sẽ nói cái trường hợp là tràng hợp không đều là đầu tiên là mình sẽ có cái trường hợp là tràng hình môi, thì lúc này là mình sẽ thấy là các cái cánh hoa nó sẽ dính lại và nó chia thành hai môi, môi trên và môi dưới, thì mình gọi là tràng hình môi, rất là giống cái môi đúng không, thì gọi là tràng hình môi. Mình sẽ có các cái kiểu tràng, ví dụ như là tràng hình môi 2 trên 3, rồi 4 trên 1, hoặc là 3 trên 2 gì đó. Thì mình có thể gặp cái kiểu mà tràng hình môi này ở một số họ, ví dụ như là họ Bạc Hà. Họ Bạc Hà người ta còn gọi là họ hoa môi á. Hai cái tên nó sẽ giống nhau. Họ Bạc Hà người ta còn gọi là họ hoa môi đó. Mình sẽ gặp rất là đặc trưng là họ Bạc Hà. Ngoài ra có một số họ, ví dụ như là họ Oro hoặc là họ cỏ roi ngựa, thì những cái họ đó nó cũng sẽ có trường hợp là tràng hình môi, hoặc là họ hoa mõm chó. Họ hoa mõm chó thì cũng sẽ có cái trường hợp là tràng hình môi, sẽ có trường hợp là tràng hình môi.
Rồi bây giờ tràng hình mặt nạ. Tràng hình mặt nạ thì ở trong sách người ta nói ngắn gọn lắm. Người ta nói là tràng hình mặt nạ là chia hai môi, hai cánh là hai tràng hợp không đều, chia thành hai môi và môi dưới giống hình mặt nạ, thì gọi là tràng hình mặt nạ. Nhưng mà bạn có thể phân biệt giữa cái trường hợp tràng hình mặt nạ với tràng hình môi. Đó là nếu như đối với trường hợp tràng hình mặt nạ thì mình không thấy họng, mình thấy không có thấy cái họng ở đâu hết, mình không thấy họng đâu, thì mình gọi là tràng hình mặt nạ, gọi là tràng hình mặt nạ. Rồi tràng hình lưỡi nhỏ, tràng hình lưỡi nhỏ thì lúc này cái phần móng nó sẽ dính lại với nhau tạo thành một ống rất ngắn. Phần móng dính với nhau tạo thành một ống rất ngắn và phần phiến thì sẽ bị hất lệch về một bên, người ta gọi là tràng hình lưỡi nhỏ. Người ta gọi là tràng hình lưỡi nhỏ. Và lúc này thì đối với cái trường hợp mà tràng hình lưỡi nhỏ này thì mình gặp ở họ Cúc. Tràng hình lưỡi nhỏ thì mình sẽ gặp ở họ Cúc. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cơ quan sinh sản. Đầu tiên là mình sẽ qua cơ quan sinh sản đực là bộ nhị. Cơ quan sinh sản đực là bộ nhị thì sẽ gồm có hai phần, đó là chỉ nhị và bao phấn. Sẽ gồm có chỉ nhị và bao phấn. Bao phấn thì thường là sẽ có hai ô. Bao phấn thì sẽ gồm có hai ô và dính lại với nhau ở chung đới. Bao phấn thì sẽ có hai ô và dính lại với nhau ở chung đới. Trong mỗi một bao phấn, trong mỗi một bao phấn như vậy, trong mỗi một bao phấn như vậy thì sẽ có hai túi phấn. Trong mỗi một bao phấn thì sẽ có hai túi phấn. Rồi, chỉ nhị thì thường là sẽ có hình trụ, nghĩa là dạng sợi, và hay là có trường hợp thì nó sẽ có hình lòng máng. Chỉ nhị thì nó sẽ có dạng sợi. Tuy nhiên cũng có trường hợp là nó sẽ có cái kiểu là lòng máng. Cũng có những trường hợp thì chỉ nhị nó có dạng phiến. Chỉ nhị có dạng phiến. Ví dụ như ở đây, chỉ nhị có dạng phiến. Hoặc là chỉ nhị phân nhánh và mỗi nhánh mang một bao phấn. Chỉ nhị phân nhánh. Chỉ nhị phân nhánh và mỗi nhánh mang một bao phấn. Và mình nhìn thì rất là giống như một cái cây. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Đây là hình ảnh của chỉ nhị phân nhánh, mỗi nhánh mang một bao phấn đó. Thì rất là giống với lại cái cây đúng không? Trường hợp này là mình sẽ gặp ở họ thầu dầu. Gặp ở họ thầu dầu. Chỉ nhị có thể rất là dài, cũng có thể ngắn. Ví dụ như cái cây rau mèo. Đây là hình ảnh của cây rau mèo nè. Thì mình thấy là mấy cái sợi màu trắng mà nó mọc dài ra đó. Nó chính là chỉ nhị. Về cách gắn của chỉ nhị thì mình sẽ có 3 cách là đính của chỉ nhị vào bao phấn. Thì mình sẽ có 3 cách. Đó là đính đáy, đính giữa và đính ngọn. Đính đáy, đính giữa và đính ngọn. Thì mấy cái này cũng rất là dễ hiểu. Thì bạn có thể nhìn ở trên hình. Mình nhìn hình là mình cũng có thể trả lời được rồi. Ví dụ như là bao phấn đính đáy hay là đính gốc. Đính đáy hay là đính gốc. Thì chỉ nhị sẽ gắn trực tiếp vào đáy của bao phấn thì mình gọi là đính đáy hay là đính gốc. Rồi, tương tự các cái định nghĩa khác thì bạn sẽ xem thêm ở trong sách nha. Những cái định nghĩa khác thì bạn sẽ xem thêm. Rồi, đây là một số hình ảnh minh họa của các cái trường hợp bao phấn đính đáy hoặc là đính giữa. Bây giờ mình sẽ qua cách nứt của bao phấn thì sẽ có 3 kiểu, đó là nứt dọc, nứt ven và nứt lỗ. Đa số các trường hợp thì mình sẽ gặp bao phấn nứt dọc hoặc là nứt lỗ. Đa số là mình sẽ gặp các trường hợp là bao phấn nứt dọc hoặc là nứt lỗ. Thì bao phấn nứt dọc có nghĩa là đường nứt sẽ nứt theo dọc theo chiều dài của bao phấn. Đường nứt sẽ theo chiều dọc của bao chiều dài của bao phấn thì mình gọi là nứt dọc. Nứt ven. Đối với nứt ven thì mình sẽ thấy là đường nứt nó sẽ tạo thành một cái ven. Khi nứt thì nó sẽ tạo thành một cái ven. Kẽ nứt hình bán nguyệt và khi nứt thì nó sẽ tạo thành một cái ven.
mở về phía bên trên thì mình gọi là bao phấn nước van. Và cái bao phấn nước van này thì mình gặp ở họ lông não. Bao phấn nước van thì mình sẽ gặp ở họ lông não. Rồi nhớ cái hình này cho cô nha, nhớ hình này nha. Nhìn vô cái hình này là phải biết bao phấn nước van và gặp ở họ lông não. Ừ, nhiều khi người ta cho các bạn cái hình đó thôi đó, xong người ta hỏi đây là cái kiểu bao phấn gì, gặp ở họ nào á. Rồi bao phấn nước lỗ thì lúc này là trên đỉnh của bao phấn nó sẽ tạo ra các cái lỗ và các cái hạt phấn thì nó sẽ giải phóng ra từ cái lỗ này thì mình gọi là bao phấn nước lỗ. Rồi đối với trường hợp mà bao phấn nước dọc, đối với trường hợp mà bao phấn nước dọc thì sẽ có hai kiểu là bao phấn nước trong hoặc là bao phấn hướng trong hoặc là bao phấn hướng ngoài. Bao phấn hướng trong hoặc là bao phấn hướng ngoài. Rồi đây là cái hình ảnh bao phấn nước lỗ, là bạn thấy ở đỉnh của bao phấn nó sẽ tạo ra các cái lỗ. Thì mình gọi là bao phấn nước lỗ. Rồi đây chính là bao phấn nước van. Bao phấn nước van. Bạn thấy mấy cái lỗ màu đen đen ở đây nè, nó chính là các cái van. Gọi là bao phấn nước van. Thì ở họ lông não, ở họ lông não thì mình sẽ thấy là đài và tràng, đài và tràng. Nó sẽ có màu giống như cánh hoa. Đài và tràng nó sẽ có màu xanh. Đài và tràng nó sẽ có màu xanh. Thì mình sẽ lưu ý cái trường hợp này, tại vì khi mà mình học tới họ lông não đó thì cũng sẽ có cái đặc điểm này. Rồi bây giờ mình sẽ qua trường hợp nhị lép. Nhị lép có nghĩa là bao phấn tự trị hoặc là không tạo được hạt phấn thì mình gọi là nhị lép. Thì đối với trường hợp nhị lép có thể là nó vẫn giữ nguyên hình dạng, có thể nó vẫn giữ nguyên hình dạng, hoặc là nó bị thu hẹp lại, hoặc là nó bị biến đổi thành dạng cánh hoa hoặc là tuyến mật. Đối với trường hợp mà nhị lép nhưng biến đổi thành dạng cánh hoa, mình có thể gặp ở họ gừng. Họ gừng là nhị lép và bị biến thành cánh hoa. Nhớ nha, họ gừng là nó sẽ có cái trường hợp là nhị lép và bị biến đổi thành dạng cánh hoa. Trong trường hợp hoa lưỡng tính nhưng vì toàn bộ nhị đều bị lép thì nó sẽ trở thành hoa đơn tính. Nó sẽ trở thành hoa đơn tính. Rồi bây giờ mình sẽ qua các cái cách đính của nhị và nhụy. Các cách đính của nhị và nhụy. Các cách đính của nhị ở trên đế hoa và các cái bộ phận khác. Thì mình sẽ có là đính xoắn ốc và đính vòng. Thì đính xoắn ốc là đối với trường hợp hoa kiểu xoắn hoặc là hoa kiểu vòng xoắn. Đính xoắn ốc là đối với trường hợp hoa kiểu xoắn hoặc là hoa kiểu vòng xoắn. Thì trường hợp này là rất nhiều nhụy. Rất nhiều nhụy. Rồi và xếp xoắn ốc trên đế hoa lồi. Rất nhiều nhụy rồi và xếp xoắn ốc trên đế hoa lồi. Đối với cái trường hợp mà đính theo vòng thì mình sẽ có trường hợp là hoa có một vòng nhị, hai vòng nhị hoặc là nhiều vòng. Thì một vòng nhị hay người ta còn gọi là đẳng nhị, một vòng hay người ta còn gọi là bội nhị đẳng nhị. Thì đối với trường hợp này nhị sẽ nằm xen kẽ với cánh hoa, nhị nằm xen kẽ với cánh hoa và đây là trường hợp thường hay thấy, đây là trường hợp thường hay thấy. Do đó cho nên nếu như khi mà các bạn học qua cái phần phân loại thực vật mà có trường hợp nhị nằm đối diện với cánh hoa thì đây là trường hợp bất thường thì phải lưu ý được không? Thông thường hoa mà chỉ có một vòng nhị thì nhị nằm xen kẽ với cánh hoa, nhưng nếu như mà nhị mà nằm đối diện với cánh hoa thì nó là cái trường hợp bất thường thì mình phải lưu ý. Tại vì ít họ mà nào mà nó có trường hợp đó lắm.
Rồi bây giờ mình sẽ qua trường hợp rồi đối với trường hợp hai có hai vòng thì mình sẽ có là trường hợp hai trường hợp là lưỡng nhị và đảo lưỡng nhị. Thì đảo lưỡng nhị có nghĩa là nó ngược lại với trường hợp bên trên, đảo lưỡng nhị có nghĩa là nó ngược với trường hợp bên trên. Thì lưỡng nhị là cái trường hợp bình thường, lưỡng nhị là cái trường hợp bình thường là vòng ngoài sẽ xen kẽ với cánh hoa, vòng trong thì ngược lại. Còn đảo lưỡng nhị là nó ngược lại với trường hợp lưỡng nhị. Và trường hợp bội nhị đảo lưỡng nhị này nào thì mình chỉ gặp ở một số họ, ví dụ như là họ cam chẳng hạn. Họ cam thì nó sẽ có cái trường hợp là bội nhị đảo lưỡng nhị. Bội nhị đảo lưỡng nhị. Rồi nếu như mà hoa có nhiều vòng, hoa có nhiều vòng, nhị xếp trên nhiều vòng, hoặc là một vòng có rất nhiều nhị thì mình gọi chung là bội nhị đa nhị, hay còn gọi là nhiều nhị. Rồi đây là một số cái cách hình ảnh mô phỏng các cái cách đính của nhị, là nhị sẽ xếp xen kẽ với cánh hoa. Đây là các cái trường hợp thông thường nhị nằm xen kẽ với các cánh hoa. Rồi đây là trường hợp bội nhị hai vòng, thì lúc này mình sẽ thấy vòng ngoài nó vẫn nằm xen kẽ với cánh hoa nè, vòng trong thì nó nằm đối diện, thì người ta gọi là bội nhị lưỡng nhị. Còn nếu như đảo lưỡng nhị có nghĩa là nó sẽ ngược lại với trường hợp này, đảo lưỡng nhị thì nó ngược với trường hợp này, và cũng rất là ít họ mà có cái trường hợp bội nhị đảo lưỡng nhị. Đây là trường hợp bội nhị đa nhị. Rồi bây giờ mình sẽ qua sự dính liền của các nhị. Thì ở đây nó chỉ có hai vị trí để dính thôi, hoặc là dính ở bao phấn hoặc là dính ở chỉ nhị. Thì nếu như dính ở bao phấn thì mình sẽ gọi là bội nhị tụ. Bội nhị tụ ví dụ như mình gặp ở họ Cúc chẳng hạn, ví dụ như là gặp ở họ Cúc chẳng hạn, hoặc là họ Xoan. Họ Xoan thì cũng có trường hợp là các nhị dính nhau ở bao phấn. Còn dính ở chỉ nhị thì mình sẽ có trường hợp là các nhị dính lại thành một bó, mình gọi là bội nhị một bó hoặc là bội nhị đơn thể. Bội nhị một bó hoặc là bội nhị đơn thể, ví dụ như mình gặp ở họ Bông chẳng hạn, họ Bông thì nó sẽ có trường hợp bội nhị một bó. Bội nhị hai bó có nghĩa là các nhị dính lại với nhau và chia thành hai bó thì gọi là bội nhị lưỡng thể. Bội nhị lưỡng thể. Và mình có thể gặp ở họ ở phân họ Đậu, mình sẽ gặp ở phân họ Đậu. Ở cái phân họ Đậu á, thì nó sẽ có 10 nhị, và 10 nhị này có thể là chia thành hai bó, mỗi bó có 5 nhị, hoặc là nó chia thành kiểu là 9 nhị dính và một nhị rời thì cũng được tính là hai bó. Hoặc là nhiều nhị dính lại với nhau thành nhiều bó, nhiều nhị dính lại với nhau thành nhiều bó gọi là bội nhị nhiều bó hay là bội nhị đa thể. Thì trường hợp này mình có thể gặp ở họ Măng Cục, gặp ở họ Măng Cục là bội nhị nhiều bó, bội nhị nhiều bó. Rồi đây là bội nhị một bó nè, mình gặp ở họ Bông. Bội nhị hai bó, đây là ở phân họ Đậu nè, nó có 10 nhị và nó dính 9 nhị dính lại thành một bó và có một nhị rồi, thì cái này cũng được gọi là bội nhị hai bó. Bộ nhị hai bó.
Rồi, nếu mà các nhị dài bằng nhau thì mình gọi là nhị đều, còn ngắn dài ngắn khác nhau thì mình gọi là nhị không đều. Có nghĩa là mình đang nói về cái chỉ nhị á, chỉ nhị mà dài bằng nhau thì gọi là nhị đều, còn dài ngắn khác nhau thì gọi là nhị không đều. Trong trường hợp mà hoa có bốn nhị, trong trường hợp mà hoa có bốn nhị, trong đó có hai nhị dài và hai nhị ngắn, trong đó có hai nhị dài và hai nhị ngắn thì mình gọi là bội nhị hai trội hoặc là bội nhị hai dài, gọi là bội nhị hai trội hoặc là bội nhị hai dài. Còn nếu như có sáu nhị, trong đó có bốn nhị dài và hai nhị ngắn thì mình gọi là bội nhị bốn trội hoặc là bội nhị bốn dài. Thì các cái trường hợp mà bội nhị hai dài hay là bội nhị hai trội này mình gặp ở một số họ, ví dụ như họ bạc hà, họ ô rô, họ cỏ roi ngựa, thì đó là những cái họ mà sẽ có bội nhị hai trội. Còn bội nhị bốn trội thì mình sẽ gặp ở họ cải. Bội nhị bốn trội mình gặp ở họ cải. Rồi, đây là cái hình ảnh của bội nhị hai trội nè. Mình thấy có bốn nhị, trong đó có hai nhị dài, có bốn nhị và trong đó có hai nhị dài thì gọi là bội nhị hai trội. Còn nếu như mà có sáu nhị, trong đó có bốn nhị dài thì gọi là bội nhị bốn trội hay là bội nhị bốn dài. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cơ quan sinh sản cái là bội nhụy. Thì nó sẽ gồm bội nhụy thì nó sẽ được cấu tạo bởi các lá noãn. Bội nhụy thì sẽ được cấu tạo bởi các lá noãn. Và nó sẽ gồm có 3 phần là bầu noãn, vòi nhụy và đầu nhụy. Bầu noãn, vòi nhụy và đầu nhụy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua các cái vị trí của bầu noãn. Thì mình có bầu trên, bầu giữa và bầu dưới. Thì ở đây á, cái chữ bầu trên này thì mình phải hiểu đúng nghĩa. Bầu trên có nghĩa là bầu noãn nằm trên cái gì? Được chưa? Bầu noãn nằm trên cái gì? Bầu noãn nằm trên cái gì? Thì ở đây bầu trên có nghĩa là bầu noãn nằm trên bao hoa. Bầu noãn nằm trên bao hoa. Bầu trên có nghĩa là bầu noãn sẽ nằm bên trên bao hoa. À, bạn thấy cái hình nè, bầu noãn nó sẽ nằm trên đài và tràng nè. Bầu dưới có nghĩa là bầu noãn sẽ nằm dưới. Rồi, bầu noãn nằm ở đây. Thì bạn thấy là cái bầu noãn này nó nằm dưới đài và tràng, nên mình gọi là bầu dưới. Và nếu như đài và tràng nó đính lưng chừng bầu noãn thì mình gọi là bầu giữa. Đính lưng chừng thì mình gọi là bầu giữa. Rồi, ở đây mình sẽ thấy là nó có, đây là cái hình ảnh mô tả minh họa bầu trên. Bầu trên thì mình thấy là cái bầu noãn nằm trên đài và tràng nè. Bầu noãn nè, nằm trên đài và tràng. Còn ở đây mình thấy cái phần màu hồng đậm này chính là đài hoa. Phần màu hồng đậm này nó chính là đài hoa. Và mình thấy bầu noãn là cái phần màu xanh nằm bên dưới đài, đúng không? Thì mình gọi là bầu dưới. Mình gọi là bầu dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái lá noãn. Thì lá noãn có nghĩa là nó sẽ có cấu trúc giống như lá. Có nghĩa nó cũng là những cái phiến dẹp, là những cái phiến dẹp đối xứng hai bên. Là những cái phiến dẹp đối xứng hai bên. Và nơi mà mang noãn, nơi mang noãn thì được gọi là giá noãn hoặc là thai tòa. Nơi mang noãn thì được gọi là giá noãn hoặc là thai tòa. Và nó sẽ có biểu bì ngoài và biểu bì trong. Giống như lá, lá của mình có biểu bì trên và biểu bì dưới. Thì bây giờ lá noãn nó sẽ có biểu bì ngoài và biểu bì trong. Giữa hai lớp biểu bì là mô mềm. Giữa hai lớp biểu bì là mô mềm. Và nó sẽ có một bó gân giữa. Nó có một bó gân giữa và hai mép lá thì có hai bó mép. Nó sẽ có một bó gân giữa và hai bó mép. Rồi, đây là cái hình ảnh của lá noãn. Cái hình ảnh của lá noãn. Thì bộ nhụy có thể là được cấu tạo bởi một lá noãn hoặc nhiều lá noãn. Bộ nhụy có thể sẽ được cấu tạo bởi một lá noãn hoặc nhiều lá noãn.
Nếu như nó được cấu tạo bởi một lá noãn thì nó sẽ tạo thành bầu một ô. Nó sẽ tạo thành bầu một ô. Còn nếu như nó được cấu tạo bởi nhiều lá noãn thì có thể là tạo thành bầu một ô hoặc là bầu nhiều ô nếu như các lá noãn dính. Nếu như bội nhụy mà được cấu tạo bởi nhiều lá noãn thì có thể sẽ tạo thành bầu một ô hoặc bầu nhiều ô nếu như các lá noãn dính. Cũng sẽ có trường hợp là các lá noãn rời, cũng có trường hợp là các lá noãn rời, và nó có thể là rời ở bầu nhưng dính ở vòi, rời ở bầu nhưng dính ở vòi, hoặc có thể là dính ở bầu nhưng rời ở vòi và đầu nhụy. Nói chung là các cái mức độ dính bạn có thể là đọc thêm ở trong sách. Rồi. Mình sẽ qua cái phần vòi nhụy. Vòi nhụy thì vòi nhụy là phần nối liền giữa bầu noãn và đầu nhụy. Vòi nhụy là phần nối liền giữa bầu noãn và đầu nhụy, và nó có thể là nối liền với trục của bầu. Có thể nối liền với trục của bầu hoặc là mọc lệch, hoặc là mọc lệch, hoặc là mọc từ đáy bầu, hoặc mọc từ đáy bầu. Đầu nhụy thì sẽ có hình dạng rất là biến thiên, và trên đầu nhụy thì nó sẽ có phủ gai thịt để tiết chất dính. Trên đầu nhụy thì nó sẽ có phủ gai thịt để tiết chất dính để giữ cái hạt phấn lại, giữ cái hạt phấn lại. Về cách sắp xếp của lá noãn, về cách sắp xếp của lá noãn thì nó sẽ có hai kiểu là đính xoăn ốc hoặc là đính theo vòng. Nếu như mà đính xoăn ốc thì đó là trường hợp nhiều lá noãn rời và sẽ xếp xoăn ốc trên đế hoa lồi. Còn nếu như đính theo vòng thì thường là chỉ đính có một vòng thôi. Nếu mà đính theo vòng thì nó chỉ đính có một vòng, và cái vòng đó nó sẽ xen kẽ với vòng trong cùng của bộ nhị. Nó sẽ xếp xen kẽ với vòng trong cùng của bộ nhị. À, đây là cái hình ảnh của đầu nhụy. Rồi bây giờ mình sẽ qua các lối đính noãn. Mình qua các lối đính noãn. Đầu tiên là đính noãn thân. Đính noãn thân thì mình sẽ có đính noãn gốc và đính noãn trung tâm. Thì bạn phải hiểu đính noãn thân là noãn sẽ đính ở trên phần kéo dài của đế hoa. Noãn sẽ đính ở trên phần kéo dài của đế hoa, có nghĩa là nó sẽ đính trên cuốn nhị nhụy. Nó sẽ đính trên cuốn nhị nhụy hoặc là đính trên cuốn nhị nhụy hoặc là đính trên cuốn nhụy đó. Và lúc này bạn sẽ thấy là bầu noãn chỉ có một ô. Rồi, bạn phải nhớ là cái đính noãn thân thì nó sẽ có đặc điểm là noãn không nằm trên lá noãn. Noãn không nằm trên lá noãn mà nó sẽ đính ở trên cái phần kéo dài của đế hoa hoặc là cuốn hoa, phần kéo dài của đế hoa. Có nghĩa là mình sẽ có cái cuốn nhị nhụy hoặc là cuốn nhụy đó, thì noãn nó sẽ đính ở trên đó. Và đối với trường hợp như vậy thì mình sẽ thấy là bầu noãn chỉ có một ô, bầu noãn chỉ có một ô. Ví dụ như cái hình số 1 và hình số 2 ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái bầu noãn này nó chỉ có một ô thôi, và noãn nó không có đính ở trên cái lá noãn, nó không đính trên lá noãn mà nó đính trên cái hình tròn, cái khối hình tròn này chính là cái phần kéo dài của đế hoa đó. Thì đính noãn gốc là chỉ có một noãn, chỉ có một noãn đính ở trên đó, và như vậy thì sau này á cái quả đó nó chỉ có một hạt, được không? Có một noãn thì nó chỉ có một hạt được tạo thành thôi. Rồi, đối với trường hợp thứ hai là đính noãn trung tâm, có nghĩa là sẽ có nhiều noãn đính ở trên cái trục, có nhiều noãn đính ở trên cái trục kéo dài của đế hoa đó. Có nhiều noãn sẽ đính trên trục kéo dài của đế hoa đó. Là cái hình số 2 nè. Cái hình số 2 ở chính giữa này nè, hình số 2 ở đây thì nó là hình ảnh cắt dọc. Là hình ảnh cắt dọc thì các bạn sẽ thấy là cái cục tròn tròn này nè, đó cái cục tròn tròn này nè chính là cái phần kéo dài của đế hoa, nó chính là phần kéo dài của đế hoa, và noãn nó đính ở trên đó chứ nó không có nằm ở trên lá noãn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp kế tiếp là đính noãn lá.
thì đến noãn lá có nghĩa là noãn sẽ đến ở trên lá noãn, noãn sẽ đến trên lá noãn, và mình có đến noãn mép, đến noãn vách và đến noãn giữa. Rồi mình nói đến noãn vách và đến noãn giữa trước nha. Đến noãn vách là cái hình số 4. Đến noãn vách là cái hình số 4. Thì bạn thấy là toàn bộ noãn nó sẽ gắn lên trên lá noãn. Toàn bộ noãn sẽ gắn lên trên lá noãn. Toàn bộ noãn sẽ gắn lên trên lá noãn. À. Còn đến noãn mép có nghĩa là noãn sẽ nằm ở mép của lá noãn nè. Noãn nó sẽ nằm ở mép lá nè. Còn đến noãn vách là noãn sẽ gắn ở trên vách của lá noãn. Đến noãn giữa. Đến noãn giữa là lúc này cái bầu noãn này sẽ, nó sẽ do nhiều lá noãn tạo thành. Đến noãn giữa thì điều đầu tiên là sẽ có nhiều lá noãn dính lại với nhau tạo thành bầu một ô. Nhiều lá noãn dính lại với nhau tạo thành bầu một ô. Và ở phần gân giữa của các lá noãn, ở gân giữa của các lá noãn sẽ có các vách giả, sẽ có các vách giả, và các noãn sẽ gắn ở trên vách đó, thì người ta gọi là đính noãn giữa. Và đính noãn giữa này thì mình sẽ gặp ở họ á phiệt. Đính noãn giữa thì mình gặp ở họ á phiệt. Ở trên cái hình này nè, trên cái hình số 5 này nè, bạn thấy có bao nhiêu cái cột màu trắng, bạn thấy có bao nhiêu cột màu trắng thì sẽ tương ứng với bấy nhiêu lá noãn. Bao nhiêu cột màu trắng thì sẽ tương ứng với bấy nhiêu lá noãn. Rồi, bây giờ sẽ qua cái trường hợp đính noãn mép. Qua cái trường hợp đính noãn mép thì đính noãn mép mình sẽ có hai kiểu là đính noãn bên và đính noãn trung trụ. Hay người ta còn gọi đính noãn bên là đính noãn trắc mô. À, người ta còn gọi đính noãn bên là đính noãn trắc mô. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ cái hình lên cho bạn. Rồi cái trường hợp đính noãn mép thì chắc chắn là noãn nó phải nằm ở mép của lá noãn rồi. Đính noãn mép thì chắc chắn là noãn phải đính ở mép của lá noãn. Rồi ví dụ như đây là cái lá noãn nè. Noãn đính ở mép của lá noãn. Rồi hai cái mép của lá noãn nè. Được chưa? Rồi ở đây cái hình mà cô đang vẽ là chỉ có một lá noãn. Có một lá noãn. Một lá noãn thì nó sẽ tạo thành bầu một ô. Đính noãn mép thì nó sẽ tạo thành bầu một ô. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp thứ hai là nó sẽ có nhiều lá noãn. Rồi nó sẽ có nhiều lá noãn. Thì có nhiều lá noãn này, nếu như các noãn mà cũng đính noãn mép, nếu như có nhiều lá noãn mà nó cũng đính noãn mép thì nó sẽ tạo thành bầu một ô. Nhiều lá noãn nhưng mà nó đính noãn mép. Rồi đính noãn mép nè. Lá noãn nè. Rồi noãn đính ở mép của lá noãn. Đây. Một lá. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Lá thứ hai nè. Rồi. Có vẻ nó không có được tròn với lại đẹp lắm. Rồi. Đây. Thì nó sẽ tạo ra cái trường hợp là có nhiều lá noãn và đính noãn mép. Thì nó sẽ tạo ra cũng là bầu một ô. Nó cũng tạo ra bầu một ô. Nhưng mà nó là do nhiều lá noãn tạo thành. Rồi đây là trường hợp đính noãn mép. Nhưng mà do nhiều lá noãn tạo thành. Rồi trường hợp thứ hai là nhiều lá noãn. Nhưng mà nó tạo thành cái trường hợp là đính noãn trung trụ. Thì cái trường hợp mà đính noãn trung trụ thì nó sẽ như sau. Rồi để cô vẽ như vậy cho nó dễ. Rồi đây là một lá noãn đúng không? Noãn nằm ở mép của lá noãn ở đây. Rồi mép lá noãn nằm đây. Rồi nó y chang như cái hình bên đây nè. Nó y chang như cái hình bên đây. Rồi một lá noãn. Lá noãn thứ hai. Đây.
Rồi bây giờ mình sẽ qua cái lá nạnh thứ hai. Rồi nó cũng đứng ở mép lá nạnh chỗ này nè. Đó. Rồi đến cái lá nạnh thứ ba. Rồi nạnh đến ở mép nè. Rồi như vậy. Thì nó sẽ ra cái trường hợp là đính noãn trung trụ. Và đối với trường hợp đính noãn trung trụ này thì nó sẽ nhiều lá noãn tạo thành bầu nhiều ô. Nhiều lá noãn tạo thành bầu nhiều ô thì gọi là đính noãn trung trụ. Và lúc này nè, các cái thai tòa ở cái vị trí này nè, cái vị trí này nè, cái vị trí mà cô tô đen đó, người ta gọi là thai tòa. Thì các cái thai tòa này nó sẽ dính lại với nhau thành một cái cột. Do đó nên người ta mới gọi là đính noãn trung trụ. Đính noãn trung trụ. Được chưa? À, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ mình quay lại cái slide nha. Rồi, vậy thì bây giờ bạn sẽ nhìn vào trong cái hình này, bạn sẽ thấy nè. Trong các cái hình này thì chỉ có duy nhất một cái trường hợp là đính noãn trung trụ, là có nhiều lá noãn dính tạo thành bầu nhiều ô. Chỉ có một mình cái kiểu đính noãn trung trụ là nó tạo thành bầu nhiều ô, do nhiều lá noãn tạo thành thôi. Do đó cho nên nếu như bạn cứ nhìn thấy người ta nói là có nhiều lá noãn dính tạo thành nhập bầu nhiều ô thì chắc chắn mình sẽ biết là đính noãn trung trụ. Chắc chắn mình sẽ biết là đính noãn trung trụ. Hoặc nếu người ta nói đính noãn trung trụ thì tự mình cũng phải hiểu được là cái lá noãn đó, là cái bầu noãn đó nó có nhiều lá noãn và nó chia thành nhiều ô. Được không? Còn nếu như mà bầu một ô thì nó có rất là nhiều trường hợp đó. Bầu một ô thì có rất là nhiều trường hợp. Thì mình phải lưu ý. Rồi, bây giờ mình sẽ qua các cái hình ảnh minh họa. Ví dụ như cái hình này. Đây. Có 3 lá noãn tạo thành bầu 3 ô. Thì nó sẽ là đính noãn trung trụ. Đúng không? Nó sẽ là đính noãn trung trụ. Cái hình bên tay phải thì nó là tạo thành bầu 1 ô. Nó cũng có 3 lá noãn nhưng mà nó tạo thành bầu 1 ô. Thì ở đây nó là cái kiểu đính noãn mép. Nó là kiểu đính noãn mép hay còn gọi là đính noãn trắc mô. Hay còn gọi là đính noãn trắc mô. Rồi, hình này. Hình này chính là đính noãn giữa. Đính noãn giữa. Bạn sẽ thấy là các cái trục này nè. Đây chính là các cái vách. Đây chính là các cái vách nối từ gân giữa của lá noãn ra. Và trên này có mang rất nhiều noãn và mình sẽ thấy là nó cũng tạo thành bầu nhiều ô. Và bạn đến có bao nhiêu cái trục này nè, có bao nhiêu cái vách giả này thì nó sẽ tương ứng với bấy nhiêu lá noãn. Này, cái hình này là đính noãn trung trục. Hình này là đính noãn trung trục. Mình cũng thấy nó có nhiều ô mà, thì nó sẽ là đính noãn trung trục. Còn cái hình bên tay phải ở đây là hình ảnh cắt dọc và cắt ngang của đính noãn trung tâm. Cắt dọc và cắt ngang của đính noãn trung tâm. Rồi, đính noãn trung trụ thì cũng có một cái trục, đúng không? Đính noãn trung tâm thì noãn cũng đính trên một cái trục. Tuy nhiên, đính noãn trung trụ thì nó cái trụ này nè là nó được hình thành từ các cái thai tòa của lá noãn. Còn cái trục ở bên đính noãn trung tâm thì nó là phần kéo dài của đế hoa. Nó là phần kéo dài của đế hoa. Do đó cho nên cái hình mà mình nhìn thấy ở đây thì cái lá noãn này nó tạo thành bầu một ô và toàn bộ noãn nó không dính trên lá noãn mà nó đính ở trên một cái trục hình tròn. Thì đây là đính noãn trung tâm. Hình này, hình bên tay trái là đính noãn gốc, hình bên tay trái là đính noãn gốc. Thì đính noãn gốc này mình cũng nhìn vào đây thì mình thấy là bầu noãn này nó chỉ có một ô thôi và có một cái noãn nè, cái màu xanh nhỏ tí xíu nằm chỗ này nè, đó là noãn đó, có một noãn đính trên phần kéo dài của đế hoa thì cái này nó chính là đính noãn gốc. Đính noãn gốc. Rồi bây giờ mình sẽ qua cấu tạo của noãn. Cấu tạo của noãn thì noãn sẽ được cấu tạo gồm có vị trí mà noãn dính vào lá noãn thì mình gọi là thai tòa, là mình biết rồi. Vị trí noãn mà dính vào lá noãn thì mình gọi là thai tòa. Còn noãn sẽ được mang
Noãn sẽ được mang bởi một cuốn gọi là cuốn noãn. Noãn thì sẽ được mang bởi một cuốn gọi là cuốn noãn. Rồi, cái khối này là noãn và cuốn noãn nó sẽ mang noãn. Cuốn noãn nó sẽ mang noãn. Và vị trí mà cuốn noãn gắn vào lá noãn thì mình gọi là thai tòa. Vị trí cuốn noãn gắn vào lá noãn thì gọi là thai tòa. Còn vị trí noãn gắn vào cuốn noãn thì được gọi là rốn. Vị trí noãn gắn vào cuốn noãn thì được gọi là rốn. Và noãn sẽ gồm có vỏ noãn ngoài và vỏ noãn trong. Bên trong sẽ là phôi tâm. Bên trong sẽ là phôi tâm. Và trong phôi tâm thì sẽ có túi phôi. Trong phôi tâm thì sẽ có túi phôi. Và túi phôi này thì nó sẽ có 8 nhân. Túi phôi này nó sẽ có 8 nhân. Và nó sẽ có hai bó mạch. Có hai bó mạch nằm trong cái phần thân noãn. Tại cái vị trí hai bó mạch giao nhau thì người ta gọi là hợp điểm. Tại vị trí hai bó mạch giao nhau thì người ta gọi là hợp điểm. Tùy thuộc vào cái vị trí của thân noãn, tùy thuộc vào cái góc giữa thân noãn. Chờ cô tí xíu. Rồi, tùy thuộc vào cái noãn đó, cái trục của noãn mà mình sẽ có. Nếu như trục của thân noãn và cuốn noãn nằm trên một đường thẳng thì mình có noãn thẳng. Còn nếu như trục của thân noãn và cuốn noãn mà tạo thành một góc thì mình gọi là noãn cong. Còn nếu như trục của thân noãn và cuốn noãn mà nó nằm trên hai đường song song thì mình gọi là noãn đảo. Và đối với những cái trường hợp mà noãn cong hoặc là noãn đảo hay là noãn thẳng, vị trí của lỗ noãn và tễ nó như thế nào thì các bạn sẽ coi thêm ở trong sách nha. Đối với trường hợp noãn thẳng, noãn cong hoặc là noãn đảo đó thì vị trí của lỗ noãn và của tễ nó nằm ở đâu thì bạn sẽ coi thêm ở trong sách. Rồi, mình còn một cái phần cuối cùng là hoa thất và hoa đồ. Tuy nhiên cái phần này là nó áp dụng rất là nhiều và bắt buộc các bạn phải nhớ và hiểu thì mình mới đọc được. Do đó cho nên phần này các bạn sẽ đọc trước, rồi đến buổi sau cô sẽ giảng và cô sẽ sửa lại cho các bạn. Mình sẽ tự làm, tự đọc trước, rồi sau đó buổi sau cô sẽ giảng cho các bạn. Bài tới hôm nay thì mình sẽ tạm ngừng. Và bạn sẽ làm bài kiểm tra vào lúc 10:45.